Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào mọi người đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog ngày hôm nay. Thật ra là hôm nay Duy phản biện một vấn đề về game. Hôm nay phản biện vì cuộc sống nhiều quá, do đó là phản biện về game. Có con nhỏ kia bạn, nó vô BBT tập á, nó vô thầy online game center của Duy Nguyễn á, nó tập xong rồi cái tự nhiên thấy con kia nó tập ngày nó không đèn, có tập miết hết. Ông hỏi cu mày thù như ngật khác, nó không có, tại ngày xưa sư phụ em chỉ, cái đó sư phụ mày là thằng nào, nó hay sư phụ em là thằng kia kìa, nó chỉ làm sao, nói là giờ còn nhỏ tập ngực đi, mốt lớn một xíu nữa tập lưng, tại vì á tập ngực á mà giờ tập lưng là teo ngực, nghe cũng có lý bạn nghe, nhỏ nghe có lý, nó nghe có lý nên nó vô trong game center, đó. Nó tập nó áp dụng y chang vậy. Cái mà gì mới hỏi nó, ủa tại sao mà nghe có lý à, xong rồi mày bỏ thằng thầy mày luôn rồi. Cái nói tại thầy em nó kỳ quá em bỏ nó luôn rồi. Nói tới đây thôi cảm cũng hỏi sâu. Vậy mình đi vô vấn đề là giờ tập ngực á, rồi có được tập lưng không, hay tập lưng là có lép ngực không? Nghe nó có vẻ nó hơi bị mông lung, bởi nó hơi bị mâu thuẫn đúng không? Thì bây giờ đầu tiên khẳng định vai trò của ngực và có lưng. Hai cơ rất đẹp người đàn ông đúng không bạn, ngực là như vậy. Ngực tấn công nhưng mà lưng phòng thủ, đúng không? Đây là ngực, tập nó mới có chứ phải tự nhiên nó có nha. Phải tập con chết luôn nó mới có ngực. Rồi lưng. Vừa vừa thôi, đừng bự quá, mặc mà bự quá đó bạn, mặc áo đi cho nó đi kìa nè. Kỳ lắm, đó vừa vừa như Duy được rồi. Đây lưng. Lưng là tạo gì? Sức mạnh, những cục U, cơ chữ V. Còn ngực, tấm kia. Thì hai cái vùng cơ này nó phải cân đối với nhau, phải cân bằng với nhau thì cơ thể chúng ta mới đẹp được. Thì cái một cái khái niệm bây giờ mình tập lưng nó có teo ngực không? Bạn nghĩ có không? Nếu mà có chắc mình chỉ nó lép rồi, khẳng định câu cuối nha. Tập lưng không teo ngực. Thằng nào nói tập lưng teo ngực tào lao. Tào lao. Nghe. Vậy thì cái câu nói mà tập lưng mà teo ngực nó xuất phát từ cái gì ta? Chắc là hai nhóm cơ ngực. Cái bạn nó tưởng tượng giờ ngực nó bơm dày, xong cái mình tập lưng cái cơ nó chạy qua sau lưng và ngược lại. Bây giờ tập lưng xong rồi tập lưng tập ngực xong rồi mình tập ngực nhiều quá cái cơ lưng nó chạm cơ ngực, thì là các bạn đó có một khái niệm là sự di chuyển cơ trong tập luyện có không ta? Không có bạn, khẳng định với bạn luôn, nguyên tắc phát triển cơ không có chuyện di chuyển như trên trọi nha. Bây giờ tại sao chúng ta nó bự? Chúng ta tập đúng chúng ta bự, chúng ta ăn đúng chúng ta bự, chúng ta uống súp vô bổ sung nó bự. Vậy nó bự trên cái cơ chế nào? Thì dụ như giờ ngực của Duy đi, nó có mấy trăm ngàn sợi cơ trong đó gì không biết. Thì bạn có tập không tập thì nó có mấy trăm ngàn sợi cơ nằm đó đó. Mà khi bạn không tập thì cơ bạn teo. Còn khi bạn tập thì cơ bạn nó phá. Nó phá xong thức ăn này nọ đó, thịt cá, trứng sữa, dê, bò, quay, huyết, mát này nọ đó, nó bơm vô. Nó bơm vô làm cho cơ bạn nó bự ra. Thì cũng mấy trăm ngàn sợi cơ đó nó bự ra thì ngực bạn nó bự lên. Chứ không phải là mấy trăm ngàn sợi cơ đó nó đang từ ngực mà nó chuyển qua lưng và ngược lại. Nha. Rồi chắc có một khái niệm này nữa nè. Thí dụ như kiếm gì đi. À hiểu sao tập ngực mà teo lưng rồi. Chắc bạn đó tưởng như vậy. Thí dụ như mình vô mình đẩy ngực đi. Mà mình vô mình đẩy ngực, cái lưng mình nó dựa xuống ghế đúng không? Cái lưng mình nó dựa xuống ghế. Rồi xong cái cây mình nó đẩy lên vậy là nọ. Xong rồi nó đè cái lưng, dẹp lưng, xì ra teo lưng. Xì ra teo lưng mà. Chắc vậy quá. Rồi còn có mấy bà rô của bạn. Mấy bà rô ghế kia xa quá là biển đi quá. Nó rô giật cái ngực dựng vui ghế vậy nè, ép vô bật cái ngực teo, giật ra cái căng vô chết mẹ đè ngực teo, ngực teo, ngực teo, ngực. Chắc vậy quá, nói vậy thôi suy ra nằm sấp teo ngực. Có ai nghe câu nằm sấp teo ngực không? Nói chung thì tại vì mới tập xong Duy hơi bị tăng động nha bạn. Vui thôi mà khó quá. Nói chung giải thích cho tụi em á. Lưng là lưng, ngực là ngực, đùi trước là đùi trước, đùi sau là đùi sau. Không có chuyện tập cơ này mà tác động cơ kia, từ khi tập sai thôi. Hiểu không? Không có khái niệm tập cơ này tác động cơ kia. Chúng ta bị teo cơ chẳng qua là bạn đói ăn. Bạn đói ăn thì bạn teo cơ thôi. Nhớ, ăn uống nó phải đầy đủ, dinh dưỡng và khoa học thì cơ bắp chúng ta mới phát triển và mới bự được. Nên lặp lại một lần cuối, không có chuyện tập lưng mà teo ngực, tập ngực mà lép lưng nha.
không có khái niệm đó, cực kỳ quê khái niệm đó luôn á. Con cu kia hỏi anh nữa mấy em, nó hỏi vậy nè: anh Di ơi, sao anh thấy có mấy thằng lưng bự mà vú nó không có anh? Chắc nó không tập vú hả? Không không, nó tập thấy mẹ nó luôn á, tại vú nó không bự thôi. Hỏi tại sao? Tại thiên mệnh chứ sao. Trời đời có những thằng vậy đó, biết sao giờ. Trời phú ra cơ lưng nó bự, nó tập nó cũng bự nữa, ngực nó bị lép, nó tập kiểu gì nó cũng lép hết. Nó tập đúng theo Di Nguyễn Diêm Phổ, nó lên được chút xíu thôi. Còn nó tập tầm bậy, tập sai sách thì nó càng lép nữa. Cái chuyện này chuyện bình thường. Thì cái cảm quan á mấy em, nhìn vô á, thằng lưng bự nhìn ngực lép, nó có, cái đó là cái cảm quan đúng không? Tại vì cái lưng nó quá bự đi thì mình nhìn vô mình thấy ấn tượng ở cái lưng không à. Mình không thấy ấn tượng ở cái ngực, nên đâm ra cái ngực á thì mình cảm thấy nó nhỏ thôi. Và ngược lại, có những thằng ngực bự ăn nhiêu ngực hết trơn à. Vú chà bá vậy nè. Cái lưng nó cũng được á, nhưng mà nhìn cái lưng nó không cân bằng cái ngực. Bởi vì cái vẻ đẹp đó mấy em, đẹp nhất là sự cân bằng. Đẹp nhất là sự cân bằng, nó phải hài hòa với nhau. Nó phải hài hòa giữa ngực, nó hài hòa giữa mông, nó hài hòa giữa đùi, nó hài hòa giữa bụng. Chứ không phải cái nhóm cơ nào cứ bự là đẹp nha. Bự nó bự vừa vừa thôi, bự quá khổ là xấu đó. Cái lưng bự quá khổ em mặc áo không được, nó khó mặc lắm đó. Còn cái ngực bự quá khổ mà cái vai nó nhỏ nhìn nó còn hài dữ nữa. Đó nên tập cứ nói chung là bình thường thôi. Đừng có bự quá nha. Vậy thì làm sao để có được cái vẻ đẹp cân bằng và hoàn hảo như vậy? Các bạn cần phải tập đúng phương pháp. Ở đây nói chuyện đúng phương pháp, và phương pháp là gì? Là Di Nguyễn Diêm Phổ. Tập từ từ đi hiểu. Đó. Không có khái niệm, em mới vô tập một tháng thôi, anh chỉ em tập ngực đi, qua tháng thứ 6 mới cho tập lưng nha mấy bạn. Đây là có đó. Xưa đó bạn. Nói chung kinh nghiệm làm nghề. Tại vì cái máy lưng nó mắc tiền. Đó. Cái máy lưng nó mắc tiền, xưa đầu tư đổ được máy lưng đâu bạn. Máy nhỏ nhỏ vô á, nó chỉ tập ngực 6 tháng đi con. 6 tháng sau phải tập lưng nha, tập lưng trước xấu hư, nhỏ tình sái cổ luôn. Chưa làm ăn nha, được tiết lộ nha. Thôi giờ hiện đại rồi, bằng máy móc nó cũng rẻ rồi, nên tập nó phải đều. Lịch tập ngày mai tập ngực thì ngày mai tập lưng. Chứ không có khái niệm là tập ngực 3 tháng rồi mới tập lưng và ngược lại. Không có khái niệm tập bài này trước xong mới tập bài sau. Tức là sao? Có những cái trường phái này mà giờ vô mà đẩy ngực cho tao đi, 6 tháng sau mới cho banh ngực cho mày. Giờ banh ngực tét cơ, tao lao luôn. Không có cái chuyện đó. Đừng bao giờ nghe những cái tin như vậy, mình tưởng đâu thiệt. Suy nghĩ và phân tích ông Duy Nguyễn có tập gì không? Không hề nha. Không hề có khái niệm đó. Không có khái niệm. Giờ tập lưng á thì không được kéo. Mày kéo rằng mày kéo lưng trước, mốt lưng mày nó méo nè. Cực kỳ buồn cười và cực kỳ khôi hài. Làm gì có cái đạo đó. Chúng ta phải tập, chúng ta mới đẹp. Chúng ta muốn có ngực, chúng ta phải tập ngực. Và chúng ta muốn có lưng và chúng thì chúng ta phải tập lưng. Đúng không? Tập ngực thì có cơ chế fresh fly. Đúng chưa? Dip. Tập lưng á thì có cơ chế gì? Pull down, row, hết. Thì tại sao cho tôi row mà không cho tôi pull down? Cái kỳ à. Nãy giờ nói chuyện trai nhiều quá, giờ nói chuyện gái gì bạn ha. Chuyện gái á thì nó có sợ gì không? Sợ xong sợ trời gái teo ngực bờ chồng bỏ luôn chứ. Nên mấy bạn cũng ngại tập ngực, nhưng mà nói thiệt với bạn, ngực lẫn gái khó tập lắm. Nó khó lắm, chỉ tập được ngực trên thôi. Ngực trên là ngực trên này nè, phía trên này nè. Đó. Con gái tập được ngực phía trên này. Ngực phía trên này cao, xong rồi nâng cái cặp lên cái nữa này. Bù ra vậy. Đó. Chứ con gái không được dưới nha bạn. Con gái tập dưới vô dụng, chả làm gì cả. Đó, con gái nên chủ yếu là tập ngực trên và tập ép ngực. Đó, Duy nói với các bạn rất nhiều lần, con gái nên tập ngực trên và tập ép ngực. Còn lưng con gái tập vừa phải thôi. Nó thật tập vừa phải thôi. Sức chịu đựng của phụ nữ nó không cao như đàn ông đâu. Xương khớp này nọ các kiểu sau này còn đẻ nữa. Nó nên đôi khi á, có một số bạn nữ người ta tập quá nặng đi. Nó coi mấy con nhỏ chích gì, nó coi mấy con nhỏ chích chứ mấy con châu Phi nó đang thui lui ra Mỹ đâu không biết các bạn. Làm này nọ ghê gớm lắm. Xong cái mình coi theo. Cái đồng ý coi là không có gì hết trơn hết á. Nhưng mà học theo cái phương pháp đó nó dẫn tới một sự không phù hợp. Nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề về cuộc sống, về thẩm mỹ. Ví dụ như ở góc độ thẩm mỹ các bạn nói tao thích là được. Đúng, bạn thích là được, kệ bạn. Mà tôi không thích cái suy nghĩ của bạn, tao nói tôi không chơi với bạn. Bạn mất quan hệ thôi chứ gì đâu. Đó. Nên ở chị em phụ nữ, tập lưng là nên tập. Nhưng mà tập với một cái sự vừa phải, tập với một cái sự hợp lý. Nó khác so với tập một cách nó quá nặng, một cách nó quá nhiều. Nó dẫn tới cái lưng của bạn nó thô hơn con trai nữa. Trời ơi, con gái dòng lưng có rảnh luôn bạn. Nhiều khi lưng cứng hơn lưng của bạn nữa.
thì các bạn tự hỏi đáy lòng mình, các bạn có chấp nhận với một người yêu như vậy hay không, có chấp nhận hay không, hay bạn vô bạn dạy nó ra như vậy đã đời rồi bạn bỏ nó luôn, đúng chưa? Đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có những bạn cơ trội thì thôi nó cũng hơi xui, nhưng mà đa phần nó cũng vậy đó bạn. Sống mà phụ nữ nó tập gym nó khó hơn đàn ông rất là nhiều đó. Do đó là các bạn nam nha, mà có dẫn bồ tập gym nhớ chỉ đúng bài đúng phương pháp nha, theo gym nữ tâm kinh nha, thước tha nhưng mạnh mẽ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vlog tiếp theo. Xin thân ái kính chào, chúc bạn thành công, hãy đến THL Gym Center trải nghiệm cùng Duy Nguyễn nhé.